Các em thân mến, để tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải xác định được hình chiếu vuông góc của đường thẳng đấy trên mặt phẳng. Tuy nhiên trong thực tế thì một số bài việc xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, thảo luận một cái phương pháp gián tiếp để tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, đó là dựa vào khoảng cách. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng dựa vào khoảng cách. Thì chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp như sau. À, để tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng p giả sử chúng ta có mặt phẳng p như này đây là mặt phẳng p nếu đường thẳng d mà song song hoặc là nằm trong mặt phẳng p thì góc và không độ ta không xét nhé ta chỉ xét trường hợp mà đường thẳng d và mặt phẳng p là cắt nhau Đó. đường thẳng d và mặt phẳng p cắt nhau tại điểm m phương pháp để tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì ta cần phải thực hiện theo các bước thứ nhất là ta cần phải uh, xác định được cái giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng bước thứ hai là ta trên cái đường thẳng d này ta chọn một điểm a chẳng hạn ta hạ hình chiếu vuông góc của a xuống một phẳng p ví dụ đây là h đó ah vuông góc p thì góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng p chính là góc AMH h. các bạn chú ý cái này nhá góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng P trong hình này ta xác định được đó là góc AMH góc đường thẳng vào mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đấy và hình chiếu vuông góc của nó trên mặt phẳng à, tuy nhiên việc xác định cái điểm H này trong nhiều trường hợp rất gặp, gặp rất nhiều khó khăn thì ta nếu bài toán chỉ yêu cầu ta tính góc này bằng bao nhiêu thì ta sẽ có này Xin của góc AMH Sin của góc AMH thì sẽ bằng AH AH chính là khoảng cách từ điểm A đến khoảng P Chia cho độ lớn của AM Đó. Các bạn chú ý cái này nhé Chúng ta có thể không tính được cái khoảng cách AH bằng cách trực tiếp nhưng chúng ta có thể tính khoảng cách từ A đến phòng P thông qua một điểm khác. Ví dụ như là chúng ta có thể chuyển điểm à, cái bài toán phần khoảng cách ta đã lưu ý rất nhiều rồi đúng không? Ví dụ ta có thể tính khoảng cách từ A đến phòng P thông qua một điểm khác là điểm B chẳng hạn đúng không nào? Vậy điểm B này là điểm đặc biệt dễ tính hơn thì ta dựa một khoảng cách từ B đến phòng P như thế này nhá. Giả sử AB cắt mặt phẳng P tại điểm N chẳng hạn nhá đó thì ta dễ dàng tính được khoảng cách từ điểm a đến phòng p thông qua khoảng cách từ b đến phòng p Đây, ta lét đúng không nào bk và ah là song song với nhau như vậy xin góc này sẽ bằng khoảng cách từ a đến p thì ta chuyển thành uh, tỷ lệ là an AN trên cho bn nhân với khoảng cách từ điểm b đến mặt phẳng p đó, và chia cho AM. Đó. Đây là công thức để ta tính được khoảng cách từ một một điểm đến mặt phẳng đúng không nào? Và ta nhân với cái này ta, và ta chia cho AM. Ta chia cho AM thì ta sẽ tính được góc AMH nhá. Chúng ta cùng vào tìm hiểu ví dụ số 1. À, ví dụ số 1 bài toán cho hình chóp đều SABCD có tất cả các cạnh đều bằng A. Gọi M là trung điểm của SD. À, giá trị sin của góc giữa BM và SCD bằng bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn cái đáp án như này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau vẽ cái hình chóp tứ giác đều ra nhé. Hình chóp tứ giác đều. À, ta vẽ giao điểm hai đường chéo trước. ông dựng cái hình chiếu vuông góc của nó lên. S, a, b, c, d, hội giao điểm hai đường chiếu là O nhé bây giờ người ta cho M là trung điểm của SD, M là trung điểm SD này. thì góc giữa BM yêu cầu gì góc BM và SCD, thì góc giữa BM và SCD thì ta đã có được cái điểm chung đúng không? giao điểm của BM và SCD chính là điểm điểm M rồi. các bạn nhìn cái mô hình lại như này nhá, như chúng ta uh, yêu cầu cách xác định từ ban đầu ấy. đó. Đây là mặt phẳng SCD này. Được chưa? SCD BM đây. BM đây. B đây, chẳng hạn như này nhá. BM và SCD thì có chung điểm M rồi. Thì bây giờ ta sẽ tìm cái chỗ này đúng không nào? H đây, góc đúng không này, đúng không? BMH. Thì bây xác định hình chiếu của H À, hình chiếu của B Uh, là h xuống mặt phẳng SCD thì cũng rất là khó để xác định được đúng không? Thì ta nhớ lại cái phương pháp là ta sẽ sử dụng khoảng cách. Thì bây giờ góc này sin của góc này sin của góc BMH thì chính bằng uh, khoảng cách từ BH từ B đến mặt phẳng SCD chia cho BM. Thì bây giờ thấy này, BM thì ta sẽ tính được dễ dàng rồi nhá. Các em thấy nha tất cả các cạnh đều bằng a nhá. Thì BD sẽ bằng a căn 2. N, A này A này thì tam giác này sẽ là tam giác vuông tam giác vuông nhá BSM sẽ là tam giác vuông tại đỉnh S như vậy dễ dàng ta có BS rồi có S, M rồi S, M bằng nửa của SD dễ dàng ta tìm được BM nhá à, điều quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng S, C, D thế mà tìm khoảng cách trực tiếp từ B đến SCD cũng rất là khó do vậy ta sẽ tìm một cái điểm thuận lợi hơn ta để ý điểm O nhá. O là trung điểm của BD. Do vậy khoảng cách từ điểm B đến SCD sẽ bằng hai lần khoảng cách từ điểm O đến SCD. Vậy xác định khoảng cách từ điểm O đến SCD rất dễ dàng, đúng không nào? Ta thấy nhá. Đây này, ta để điểm M đây này, ta vẽ thêm uh, một cái cái này là gọi là BD. BD, em nhìn thấy D D chỗ này này. Đó. chưa? có chữ O đây này O đây này đấy thì khoảng cách đấy thấy chưa ta tìm được khoảng cách khoảng cách từ B đến SCD bằng hai lần khoảng cách từ O đến SCD Để từ O đến SCD nhá đấy là O O K đi chẳng hạn được chưa? Thì bây giờ ta tìm cách xác định khoảng cách từ O đến SCD rất là dễ thì ta có S SO là vuông với đáy rồi từ đây ta sẽ kẻ một cái cái đường đúng không vuông góc CD hay nó khác cái điểm này gọi là điểm N đi N sẽ là trung điểm của CD từ S ta nối ra đúng không nào S kéo xuống N như vậy đây ta sẽ kẻ OK vuông góc với lại SN nhá nghe thầy nói này CD vuông góc với SO CD vuông góc với ON thì CD sẽ vuông góc SON như vậy CD sẽ vuông góc mọi đường thẳng thuộc SON thì CD vuông góc OK ta dựng OK một vuông góc với SN nữa thì ta có hai điều này OK vuông góc với CD OK vuông góc SN thì vậy OK sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD do vậy ta sẽ tính cái này OK là xong đúng không nhân đôi thì ra khoảng cách từ điểm B thì OK thì ta dùng tam giác này S ON là tam giác vuông tại đỉnh O. Như vậy 1 trên cao OK bình bằng 1 trên OS bình cộng 1 trên ON bình. Đấy rất đơn giản rồi nhá. Các bạn bây cũng sẽ tính được cái này này. Đầu tiên à, ta sẽ tính trước cho thầy đường BN trước, BM trước nhá. BM này bằng căn bậc 2 của SB bình cộng với lại SM bình. Đó, SB bình thì bằng A bình Cái thằng này bằng A trên 2 nhá Cái này bình bằng A bình trên 4 Như vậy bằng 5A bình trên 4 Trong can đi thì bằng A 5 trên 2 Cái này rất đơn giản rồi nhá BM bằng A 5 trên 2 Các bạn chú ý nhá Đấy, BM có rồi này Bây giờ ta sẽ tính khoảng cách từ Điểm O đến SCD Ta có này Khoảng cách từ O đến SCD sẽ chính bằng OK. Ta nói người ta không chứng minh nhá, thì nói cách làm thôi, được chưa? Các bạn đã chứng minh rất đơn giản thôi, OK, vuông góc SCD. OK. Thế như vậy là OK sẽ bằng tính luôn nhá. 1 trên OK bình bằng 1 trên OS bình cộng 1 trên ON bình. Như vậy OK sẽ bằng OS nhân với ON chia căn bậc 2 của OS bình cộng ON bình. Đó, xong các bạn thay số vào. Anh nhìn này, OS các bạn nhìn thấy tam giác bsD D là tam giác vuông tại đỉnh đỉnh S là tam giác vuông. Vì sao lại vuông? Vì cạnh SB bằng A, SD cũng bằng A mà cạnh BD này bằng A căn 2, đường chéo hình vuông mà. Như vậy trong Pythagore thì tam giác vuông tại tại đỉnh S. Nhá. Thì SO đúng không? SO sẽ bằng nửa của BD Nhớ. Trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Như vậy SO sẽ bằng uh, A căn 2 trên 2 Đó ON sẽ bằng A trên 2 Chưa cho Căn bằng 2 của bọn này Căn 2 của a Cái này bình phương lên thì bằng A trên 2 A bình trên 2 Cộng với lại A bình phương Trên 4 Thì rút ra OK OK thì sẽ bằng uh, A căn 6 trên 6 nhỉ đúng rồi căn 6 trên, trên 6 a à, căn 6 trên 6 được chưa ô ok ca bằng cái 6 trên 6 thì ta thấy này khoảng cách từ điểm B đến SCD bằng hai lần khoảng cách từ từ điểm O đến SCD đó mà khoảng cách từ O đến SCD ta tính rồi là OK bằng a căn 6 trên 6 thì cái thằng này sẽ bằng a căn 6 trên trên 3. Đó, nhân 12 lên, được chưa? Đấy, bây giờ đơn giản rồi. Vậy tính sin đúng không? Tính sin của góc giữa BM và SCD. Sin của góc giữa BM và SCD. Đó. Sin góc này. Sin thì sẽ bằng khoảng cách từ B đến SCD chia cho độ dài của BM đấy, em nhìn là sin này. Đấy bằng khoảng cách từ B đến SCD chia cho độ dài của BM. chia cho BM. Đó. Các bạn thay số vào là dễ dàng tính được nhá. Như vậy khoảng cách từ B đến SCD thì bằng a căn 6 chia cho 3 chia tiếp cho BM. BM mình tính rồi a căn 5 trên trên 2 a căn 5 trên 2. Đó bằng nghịch đảo lên nghịch đảo lên nó sẽ được là a căn à, uh, chia hết a rồi đúng không hết a thì bằng uh, 30 uh, 30 là 2 căn 30 trên cho 15 được chưa 2 căn 30 trên 15 đó thì xoay đáp án thì ta chọn được đáp án 1 ví dụ 1 đáp án C 2 căn 30 trên 15 nhá. Đấy, chúng ta kết thúc ví dụ 1 ở đây. Thì ví dụ 1 các bạn chú ý là rất đơn giản là chúng ta À, sẽ không thể rất là khó chứ không phải không thể rất là khó xác định hình chiếu của B xuống một phần SCD thì cũng xác định được thôi nhưng mà hơi khó đúng không nào? thì thông qua đó thì chúng ta 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 không xác định nữa mà ta, ta dựa vào phương pháp để ta à, tính khoảng cách từ B đến SCD mà muốn tính khoảng cách từ B đến SCD thì ta sẽ dựa vào cái điểm đẹp đó là điểm điểm O thì khoảng cách từ B đến SCD bằng hai lần khoảng cách từ O đến SCD khóa cái ô SCD thì ta tính đơn giản rồi cũng là người ta chỉ dựa vào cái với cái chứng minh đơn giản và cái dựa vào các hệ thức trong giáo vuông ta xử lý dễ dàng vậy này nhá bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2